Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng, năm 2022, muốn giữ được tiền phải xem hết video. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, năm vừa qua là một năm không mấy may mắn đối với tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng. Vậy nên qua việc xem tử vi năm 2022 cho những người tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng sẽ giúp cho quý vị có được cái nhìn tổng quát về vận hạn của mình trong năm mới, năm 2022, để từ đó đưa ra cho mình những kế hoạch hành động chính xác và đầy đủ nhất. Thưa quý vị, trong cuộc đời đôi khi mọi sự không được theo ý muốn của mình, nhưng không vì thế mà mình mất đi động lực trong cuộc sống, thất bại hay khó khăn cũng chỉ là những thử thách giúp cho chúng ta lớn lên mà thôi. Vậy nên, gia chủ tuổi Bính Tý cũng đừng vì quá khứ đau buồn mà quên đi tương lai tốt đẹp của chính mình. Qua phần luận giải về tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong năm 2022 nhâm dần sẽ giúp cho quý vị thay đổi vận mệnh để có được bước đi đúng đắn trong tương lai. Đồng thời, qua phần luận giải này, thầy Gia Cát cũng sẽ chỉ cho quý vị những cách hóa giải về vận hạn đơn giản giúp cho quý vị có được cuộc sống may mắn và tài lộc. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của tuổi Bính Tý 1996, nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 nữ mạng, năm nhâm dần càng được nhiều may mắn, nhất là về sức khỏe và tài lộc. Nữ tuổi Tý càng dễ bị các sao hung tinh chiếu mệnh. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 nữ mạng không bị ảnh hưởng từ sao Thái Tuế, nhưng sẽ bị các hung tinh khác chiếu vào. Năm này các tinh có ập đến cũng chỉ là thoáng qua. Về cơ bản mà nói thì Bính Tý năm nay sẽ nằm tốt xui xẻo. Tuy nhiên, càng được nhiều may mắn, nhất là về sức khỏe và tài lộc, người tuổi Tý càng dễ bị các sao hung tinh chiếu mệnh. Năm nhâm dần, tuổi Bính Tý sẽ gặp hung tinh Thiên Cẩu và Điếu Khách. Về sự nghiệp, người tuổi Tý có thể được bát tọa các tinh phù hộ, nên vận trình công việc của bạn trong năm dần khá tốt. Về cảm xúc, trạng thái thì ở mức trung bình, phát triển ổn định, không phải lo nghĩ quá nhiều. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Bính Tý cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải. Kim bài Thái Tuế là vật phẩm hàng đầu hóa giải Thái Tuế của năm. Mặt trước kim bài Thái Tuế được khắc hình quan hành khiển của năm 2022 nhâm dần là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau là phù Thái Tuế, mang theo vật phẩm sẽ được Thái Tuế tương trợ, giúp cho giải hạn Thái Tuế, giúp vận trình của năm được hanh thông, may mắn. Sự nghiệp, tính đến thời điểm năm nhâm dần 2022, hầu hết những Bính Tý đều có công việc ổn định, vận trình rất tốt, được bát tọa tinh quân chiếu mệnh, người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân trong năm dần, nhất là về dân văn phòng, nơi công sở, dễ được tiền bối hoặc một số quý nhân làm cấp cao, quan tâm, nâng đỡ. Trời cho nữ Bính Tý sinh năm 1996 sự nhanh nhẹn, tốt số, thích nghi giỏi, nhiều vận may đầu đời, nhiều quan hệ ở xung quanh. Nhưng trời không cho nữ Bính Tý một cái đầu lạnh, không có một con mắt nhìn xa trông rộng để kiên trì, không cho nữ Bính Tý khả năng để ý từng chi tiết nhỏ nhặt. Vậy thì cái gì mạnh thì mạnh dạn mà phát huy. Đồng thời, với sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn, người tuổi Tý đang tìm việc mới cũng sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong năm dần. Nếu nắm bắt được nó, bạn sẽ bứt phá. Bính Tý có cơ hội đạt được thành công trong một lần ngã sấp mặt, sau đó sẽ nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2022, người tuổi Bính Tý có thể đi chùa đầu năm, chăm phóng sinh để thành công trong sự nghiệp, công thành danh toại, gia đình thịnh vượng. Tài vận, vận trình tài lộc của người tuổi Tý sinh năm 1996 cũng không mấy lạc quan. Bị sao hung tinh chiếu mệnh ở tuổi 26, bạn có khả năng sẽ phá sản và thất thoát tiền bạc rất cao trong năm nhâm dần. Không những vậy, dưới ảnh hưởng của sao hung tinh Thiên Cẩu, vận trình kiếm tiền của người tuổi Tý không được khả quan. Năm nay, vận may sự nghiệp tuy có cải thiện, nhưng mức lương tăng không đáng kể. Tuổi Tý thường dễ gặp thất bại trong quản lý tài chính do chưa có kinh nghiệm quản lý tài chính. Dễ mà làm ăn thua lỗ,
Vì vậy, vận trình tài lộc của những người tuổi Tý trong năm Dần không được lý tưởng. Bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện tài vận của mình. Tuổi Tý có thể xem màu sắc hợp mệnh để hóa giải sự rò rỉ của cải, cầu tài cầu lộc trong năm mới, gia tăng hạnh phúc, mà tốt hơn hết là những gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kích hoạt sự nghiệp, khai mở cung tài lộc, giúp cho vận trình tài lộc sự nghiệp trong năm 2022 nhâm dần được bền vững. Tình cảm, tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2022 nữ mạng cho biết vận trình tình cảm của nữ Bính Tý trong năm mới khá ổn định. Trong năm nay, mặc dù người tuổi Tý bị các sao hung tinh quấy phá nhiều hơn năm cũ, nhưng xét cho cùng, các sao này chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc của người tuổi Tý, chứ không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của người tuổi Tý. Mối quan hệ giữa nữ Bính Tý với nửa kia đang ngày càng ổn định, về cơ bản sẽ không có gì to tát xảy ra. Nhiều bạn thắm duyên thậm chí sẽ kết hôn trong năm nay. Đây cũng được coi là lối đi mới của Bính Tý. Còn đối với người độc thân thì sự phát triển tình duyên nằm ở mức trung bình, cần phải chú trọng đến sức khỏe và sự nghiệp của bản thân, tình yêu thì nên thuận theo duyên số. Nếu có gia đình vợ chồng, nên cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn. Đối với những ai đang độc thân, tình cảm tiến triển tốt đẹp, tuổi này cũng nên lập gia đình. Mặt quan hệ xã hội khá lận đận, nữ mệnh tuổi Bính Tý dễ bị lắm kẻ ghen ghét, lăm le, hãm hại, khiến bạn bị khủng hoảng tâm lý. Nữ Bính Tý nên cố gắng kiệm lời trong giao tiếp với người khác, không được tỏ ra quá khoe khoang, nếu không, họ sẽ dễ khơi dậy sự bất mãn và gây ra những điều xui xẻo cho chính bạn. Sức khỏe. Trong năm nhâm dần 2022, người tuổi Chuột sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sao hung tinh, vậy nên sức khỏe rất đáng lo ngại, thường xuyên gặp phải những chuyện thị phi, đau ốm, cơ thể thường xuyên khó chịu, đi chơi dễ gặp tai nạn xe cộ, đuối nước và các thảm họa tự nhiên, nhân tạo khác cũng dễ xảy đến hơn. Vì vậy, tuổi Bính Tý nữ mạng nên chú ý đến an toàn cá nhân của mình, đừng ghen lì mạo hiểm, kẻo rước họa vào thân, không nặng thì nhẹ. Bạn nào đi ô tô có thể đặt tượng Phật hoặc bùa bình an trên xe như một vật trang trí mang đến điểm lành cho xe, cầu đi đường an khang thịnh vượng cả năm. Đồng thời, thầy Gia Cát cũng khuyên gia chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để gia tăng sức khỏe, hòa hợp gia đạo. Vòng tam hợp quý nhân là pháp khí phong thủy giúp gia tăng tài lộc, sức khỏe và gia đạo. Khi mang theo vòng bên mình sẽ giúp hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời chiêu mời quý nhân giúp đỡ, từ đó giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tình duyên bền vững, gia đạo bình an. Hung cát. Năm 2022, nữ Bính Tý không dính hạn thái tuế, tuy nhiên tuổi này vẫn bị hung tinh Thiên Cầu và điếu khách chiếu vào mặt sức khỏe và tình cảm. Xã hội, năm nay cũng nên chú ý mồm mép, chớ ba hoa khoe khoang, không được tham gia vào các trò chơi đỏ đen. Bên cạnh hung tinh thì nữ Bính Tý có các tinh bát tọa hộ mệnh, nên người tài lộc sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 năm 2022, bạn tròn 26 tuổi. Tháng 1 âm lịch là tháng may mắn của bạn, báo hiệu một năm suôn sẻ. Không khí Tết Nguyên đán và hơi thở mùa xuân truyền may mắn cho nữ tuổi Bính Tý trong tháng 1. Bạn có thể gặt hái được nhiều điều bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người tuổi Tý về thăm nhà cũng có thể nhận được phong bao lì xì quà Tết từ người lớn tuổi, điều này thật tuyệt vời. Tháng 2. Trong tháng 2 âm lịch, tuổi Tý sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính, sức khỏe. Bị ảnh hưởng bởi dư âm của Tết nên nhiều người sống quá thoải mái, lười vận động, chế độ ăn uống nhiều đồ chiên rán, thịt cá nên sinh ra nóng trong người, nhiệt miệng, dạ dày và sốt. Bính Tý nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 2, uống nhiều nước, cố gắng ăn nhiều rau xanh, không ăn vặt và đồ ăn nhanh để không làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Tháng 3, tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này vẫn không được lý tưởng. Dưới sự tấn công của sao hung tinh điếu khách, người tuổi Tý dễ bị tai nạn chảy máu và bị thương trong tháng này. Đặc biệt, một số người thuộc tầng lớp lao động rất dễ bị tai nạn khi mà đi trên đường đi làm. Vì vậy, tuổi Tý nên chú ý hơn đến an toàn cá nhân trong tháng 3, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa. Tháng 4,
Tình hình của người tuổi Tý trong tháng 4 âm lịch tương đối bình thường, mặc dù ảnh hưởng của các sao hung tinh trong tháng này không nhiều, nhưng do tiết thanh minh có xu hướng mang lại không khí tương đối tiêu cực cho người tuổi Tý, nên hầu hết người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực, mọi mặt đều sa sút, vận trình tài lộc khó được cải thiện. Tháng 5, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh Thiên Cẩu, vận trình tài lộc của người tuổi Tý rất tệ trong tháng 5. Họ thường gặp tổn thất về tài chính. Nữ binh Tý dễ đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo khi đầu tư. Vì vậy, người tuổi Tý nên tự bảo vệ tài sản của mình trong tháng 5, cố gắng đụng chạm tài chính càng ít càng tốt nếu không cần thiết, tránh những tổn thất không đáng có do bị lừa gạt. Tháng 6, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý trong tháng 6 khá tốt nhờ được sao may mắn bát tọa chiếu mệnh. Hiệu quả công việc của người tuổi Tý được cải thiện, làm việc trong công ty lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, nhưng khối lượng công việc nhiều và khó khăn hơn trong tháng này cũng không hề kém cạnh. Mấy việc lớn tương đối dễ dàng đối với người tuổi Bính Tý, tuổi Chuột. Họ không chỉ đạt thành tích xuất sắc vào tháng cuối năm, thậm chí còn được dự đoán có khả năng tăng lương và thăng chức. Tháng 7, các mối quan hệ cá nhân của người tuổi Tý sinh năm 1996 khá tốt trong tháng này, được thúc đẩy và ban phước bởi những ngôi sao tốt lành. Tuổi Tý có thể gặp được rất nhiều người bạn tâm giao trong cuộc sống. Đồng thời, qua sự may mối của bạn bè, các mối quan hệ của người tuổi Tý cũng trở nên rộng mở hơn rất nhiều. Tháng 6 là một tháng để kết bạn và thoát ế. Tháng 8, tài lộc và tinh thần của người 26 tuổi không mấy khả quan trong tháng 8 âm lịch. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết oi bức, người tuổi Tý rất dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ hoặc kiệt sức. Không chỉ vậy, tuổi Tý vốn ham lạnh, sợ nóng, còn có thể mắc các bệnh về đường tiêu hóa trong tháng này do lười vận động và ăn quá nhiều đồ ăn sống và lạnh. Vì vậy, bạn cũng nên nghỉ ngơi hợp lý, nhưng vẫn duy trì chế độ ăn uống hợp lý, hợp vệ sinh, lành mạnh, không ăn uống tùy tiện bạn nhé. Tháng 9, vận trình tình cảm của những người tuổi Tý rất lạc quan trong tháng này. Trong thời kỳ xương trắng, người Chuột Bính Tý có nhiều năng lượng tích cực, mặt quan hệ tình cảm thường gặp nhiều may mắn, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân. Sự quyến rũ của Tý được tăng lên rất nhiều, nhất là những người khác phái. Tháng 10, người tuổi Tý có vận trình sự nghiệp ở mức trung bình trong tháng này, tuy nhiên các sao hung tinh chiếu tới rất dữ dội, đặc biệt là ảnh hưởng của hung tinh không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe, tài lộc của người tuổi Tý mà ngay cả sự nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng. Trong tháng 10, người tuổi Tý sẽ dính hung tinh ở nơi làm việc, chủ yếu là mặt giao tiếp. Vì vậy, người tuổi Tý nên hết sức tiết chế khi ở cơ quan, hạn chế nóng nảy. Tháng 11, vận trình tài lộc của người tuổi Tý tăng tiến trong tháng 11. Trong năm nay, người tuổi Tý tuy bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh, nhưng may mắn thay, thông qua nỗ lực không ngừng của bản thân, vận may tiền bạc của người tuổi Tý cuối cùng cũng được cải thiện. Đặc biệt là về công việc, do sự nghiệp đang lên nên thu nhập của người tuổi Tý cũng được cải thiện rất nhiều. Tháng 12, vận trình tình cảm của người tuổi Tý rất khả quan trong tháng 12. Mặc dù cuối năm có một chút bận rộn, nhưng tuổi Tý không chỉ phải giải quyết chuyện công việc mà còn san sẻ một phần trách nhiệm trong gia đình. Cuối năm là thời điểm để bạn hàn gắn tình cảm với mọi người trong nhà. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!